À, tình hình là lễ sắp tới rồi, không biết là anh em có đi đâu chơi không anh em? Chắc là lễ mình sẽ tạo một số cái event cho mấy anh em chơi lễ ha. Để anh em chuẩn bị tâm lý sẵn sàng và đừng quên bật chuông, bật thông báo này kia kiểu để xem các cái thông báo mình sẽ tổ chức event cho mấy anh em chơi. Vì vậy mà anh em nhớ đừng bỏ lỡ nha anh em, cơ hội để kiếm thẻ nạp. Anh em cũng có thể là chọn bằng cách là chuyển khoản ngân hàng, chuyển Momo, ZaloPay, hoặc là anh em thích thì anh em có thể lấy thẻ điện thoại, thẻ game chẳng hạn anh em, mà tùy theo anh em thích cái nào thì mình sẽ chuyển theo cái đó nha. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Cinebird. Và ok, ở video này thì mình sẽ tiếp tục làm gì ta? Qua nay thì mình không biết làm cái chủ đề gì hết trơn anh em à. Chắc là mình sẽ tiếp tục review ạc của mấy anh em á. Thì anh em nào có ạc ngon ngon xíu có thể là gửi cho mình để mình review cho nó đỡ chán. Anh em qua nay thì mình không biết mình sẽ làm về cái chủ đề gì luôn anh em. Hôm nay thì mình sẽ thử cái độ nhân phẩm của mình với cái ạc thử giúp cho anh em. Cái ạc hiện tại bây giờ mình đã thích được khá là nhiều vé. Và đặc biệt là cái ạc này mà mình vẫn còn tích được hai cái vé đó, và 9,99 đô lại 19,99 đô. Thì bây giờ mấy con ạc này á, anh em muốn sở hữu được cái con Lupitago á, thì nó khá là khó anh em à. Anh em chỉ có thể là tiêu kim cương để mà có thể là sở hữu được em thôi. Ngoài ra thì rất là khó để có thể là sở hữu được em đó, chứ không có vụ mà quay trong cái vòng quay để mà ra được Lupitago đâu anh em. Và đợt này thì điểm danh này nó cứ xoay quay xoay lại là Mutti, rồi sau đó là con Sanji, Queenpox Sanji. Đó, nó xoay qua xoay lại hai con đó thôi anh em à, chứ nó không có cho mình anh em chúng ta Lupitago hoặc là Kaido nữa anh em ơi, khó ghê luôn anh em à. Bây giờ muốn kiếm con Lupitago hơi ngán, hoặc là anh em có thể là sử dụng vé anh em. Mấy anh em bảo mình á là anh có thể là sử dụng cái vé gì ta, cái vé tiền á vào lúc 23 giờ đêm, và sau đó là 5 giờ sáng ngày hôm sau á nó reset lại anh em, là anh em sẽ vẫn sử dụng được, và với một cái con tướng chi nã luôn anh em à. Đó, vì vậy mà anh em có thể là không cần phải đợi tới, và trong vì là trong ngày là anh em có thể tích được hẳn là 60 đô luôn anh em, nếu mà anh em làm theo cái cách mình suy nghĩ vừa mới suy nghĩ ra được anh em à. Đó chính là tối mình sẽ tiêu khoảng tầm 30 đô với cái vé này. Cái vé bình thường là 4,99 phải không, 4,99, nếu mà anh em có 3 cái thì em sẽ tiêu được 15, rồi anh em tiêu thêm hai cái vé 1,99 với lại 10,99 nữa là được 20. 20 anh em tiêu thêm này nữa là anh em sẽ được 30, và ngày hôm sau anh em sẽ lại tiếp tục tiêu cái vé này kèm theo hai cái vé 4,99 nữa, hoặc là mấy cái vé kia cho nó chẳng thêm 30 nữa là anh em sẽ tiêu được 60 đô. Vậy là anh em có thể là lấy được ngay cả cái con tướng truy nã luôn anh em à. Thì đây là cái cách mà mấy anh em nói thôi nha, còn mình thì mình chưa có áp dụng thử cho nên là mình chưa có biết nha anh em. Vì vậy mà bây giờ mình cần phải test thử cho anh em xem. Việc đầu tiên đó, anh em chúng ta sẽ cần phải là làm đó chính là kiếm được càng nhiều vé càng tốt. Đây ạc này có Kaido nè anh em, Daren nè anh em à, Ayalabasta nè, Mithy nè, thầy dép, không chú thủy tề, Sanji đen, hoàng tử Sanji này kia kiểu nọ, mấy con tướng này kia kiểu được có hết rồi nha. Tại mấy con bên dưới mình chưa có mở thôi anh em. Ạc này hiện tại giờ còn là 48.800 vậy là mình có thể là tiêu luôn được cả các cái mốc này luôn hết đâu. Thôi bây giờ anh em ta sẽ vô thử cái độ nhân phẩm trước đi anh em à. Xem lại là có ra được không anh em. Ôi, chưa ra nha anh em à. Thì mấy anh em chúng ta sẽ thử cái độ nhân phẩm xem thử là sẽ ra được bao nhiêu cái vé tiền. Quan trọng nhất là vẫn là cái vé tiền này, để có thể là nếu mà mình đủ 60 đô đúng á thì mình sẽ chơi nha anh em. Nếu mà không có đủ 60 đô thì chắc là cần phải test thêm một số ạc nữa rồi anh em à. Hiện tại thì bây giờ mình đang còn là tổng cộng là 9 ạc nữa thôi. 9 ạc mà mình chưa có quay vé nào luôn anh em à. Trời ơi, cái vé 0,99 mà nó không ra luôn kìa anh em. Bình thường là cái vé đó nó cực kỳ dễ ra luôn anh em à. Như cái ạc chính của mình á, mình được tới mười mấy vé luôn anh em, còn trong khi đó cái ạc mấy cái ạc clone á thì quay mà nó không ra. Còn mấy ạc clone ra mấy cái vé mà 4,99, 1,99 rất là nhiều, còn trong khi đó ạc chính quay máy nó không ra nữa mà. Ngộ đời vậy đó. Ok, ạc này thì nói chung là cũng còn khá là nhiều vé nha anh em. Mình tích một tháng mấy rồi đó anh em à. Trời ơi nó không ra luôn kìa anh em à. Trời ơi chết luôn. Bây giờ thì mình sẽ xuống bên dưới này đụng đi, thử cái độ nhân phẩm bên cái vé bên dưới thử xem sao anh em à. Pẹt, trời ơi chết luôn anh em à. Đi trời ơi, thuyền nó mới ghê, nãy giờ vô toàn thuyền thôi, thuyền nữa nè anh em à. Pẹt, ngồi mất thi ngồi luôn, thuyền nữa, khá là khó nha anh em. Mình sẽ xây tour anh em mà, mình sẽ xây tour các cái chồng quay thử cái độ nhân phẩm của mình nha. Nếu mà tiêu được cái con tướng chi nã với cái giá là 60 đô luôn á thì chắc là mình sẽ lại tặng tặng anh em tiếp, tại vì cái ạc đó nói chung là cũng không còn gì để làm nữa rồi anh em à.
Chủ yếu là mình nuôi để mình quay video cho anh em xem vậy thôi. Sau khi mà quay xong thì cũng không biết làm gì, thì mình sẽ cứ show cái ID với lại cái mật khẩu cho mấy anh em nào nhanh tay thì lấy về chơi nha. Anh em ở đây không biết là anh em thích con gáp hay là con Loano anh em. Anh em nào thích con nào thì comment bên dưới nha, để mình thử cái độ nhân phẩm của mình, xem thử là có ra được cái con nào hay không, để mình biết đường mình video sau thì mình sẽ mua cái con tướng đó anh em à. Nếu mà mình quay ra được 60 đô luôn á thì mình sẽ mua con tướng đó. Còn nếu mà không đủ 60 đô chắc mình sẽ nạp thêm ít đô nữa cho nó đủ luôn quá anh em. Đại khái như vậy anh em à. Nếu mà được 50 đô á thì mình có thể là mình sẽ đạp thêm 10 đô nữa để cho nó đủ luôn. Chứ thiếu có 5 đô mà không đủ móc thì nó cũng khá là uổng anh em à. Cái hạt chính của mình thì thôi rồi đúng rồi anh em à. Hết nói luôn rồi. Nó không ra được cái vé. À hình như đã được được một cái vé 4,99 hay sao á. Không ta, mình không nhớ nữa. Nhưng mà nói chung là khó lắm, mình nào có tỷ lệ ra được cái vé 4,99 với lại 1,99 nó khoai ghê luôn á. Ủa sao nó lại bị lắc lắc ta. Mình bấm nó mà dường như là mình có cảm giác như nó không ăn lắm anh em à. Vô. Ok. Trời ơi mừng quá anh em à, cái vé đầu tiên luôn anh em à. Giờ này mà mới được có 1,99 đô rồi làm ăn gì nữa giờ trời. Chắc là cần phải nuôi thời gian dài nữa để có thể đủ vé để mà quay anh em ơi. Ngầu hết sức luôn á. Hiện tại bây giờ là trong ạc thì nó đã có sẵn 30 đô rồi. Mình chỉ cần kiếm thêm 30 đô nữa thôi. Mà mình vừa mới được 2 đô rồi và còn 28 đô nữa anh em à. Con đường chinh phục 28 đô khá là gian nan nha anh em. 90 mấy vé này liệu. Ok. Ai vậy là mình đã được thêm một vé nha anh em. Quá là hên. Ôi ôi được 7 đô nha anh em. 7 đô rồi đó anh em à. Còn thiếu tới 23 đô nữa lận nha anh em. 23 đô nữa mong là mình sẽ vô được. Rồi mình đổi qua anh đây đi. Vô. Cái dòng quay này nó không vô được cái vé 0,99 luôn anh em à. Vô đi. Rồi nó quyết tâm nó không vô luôn kìa anh em à. Vô nào. Vô nào. Rồi ơi city nữa anh em à. Rồi luôn rồi anh em ơi. Còn 4 vé thôi anh em à. 3 vé cuối cùng. Rồi ơi. Chắc cái ạc này mình sẽ phải làm nhiệm vụ cho nó ha. Mỗi ngày để mình kiếm cái vé xanh này mới được anh em à. Kiếm cái vé xanh thì mới mong là có thể là kiếm được nhiều được cái vé 0,99 đô anh em à. Vô. Ồ vé vàng. À cái ạc này nếu mà vô được 4-5 vé vàng thì cũng được anh em à. Có lộn 4-5 cái vé 4,99 đô cũng được đó. 4 vé cũng được anh em. Không còn nhiều, 4 vé thôi là đủ rồi. Trời ơi nó không vô được. 7 vé thôi giờ bây giờ mình sẽ xả. Vô. Trời ơi nó quay chậm chậm mà mình tưởng là nó sẽ vô chứ anh em. Phẹt. Ăn chuối luôn rồi anh em ơi. Khả năng cao là mình sẽ đi bán muối. Ôi nó bị lắc vậy ta. Đúng rồi, hình như nó hơi lắc lắc thì phải anh em. Bấm nó không ăn anh em à. Trời ơi. Ủa sao lắc dữ trời. Ok, được thêm một vé vàng nữa anh em à. 92 vé vàng. Và mong là sẽ ra được thêm 3 vé nữa thôi nè. Cũng được anh em. 3 vé nữa là mình được 20 mấy đô rồi. Thì sau đó mình sẽ làm nhiệm vụ hàng ngày thì mình sẽ kiếm thêm một mớ các cái vé 0,99 nữa để cho nó đủ móc luôn. Vô. Trời ơi. Ở video này chủ yếu là anh em ta sẽ test thử cái đồ nhân phẩm, xíu mình sẽ qua cái ạc bên kia thử xem sao anh em à. Cái ạc số 10 hôm bữa là mình có quay ra cũng được mớ vé anh em, được cũng được hai mấy ba chục đô gì đó. Ủa lộn, ba mấy bốn chục đô gì đó anh em à. Thì xíu mình sẽ qua cái ạc thử nhân phẩm luôn, xem thử là có ra được thêm cái vé nào nữa không nha anh em. Ạc này hiện tại bây giờ đang được 37 đô rồi anh em à. Vô. Cái ạc ạc kia thì hôm bữa thì mình có quay video, mình có quay cho anh em xem rồi đó. Nói chung là cũng đen lắm. Đen cực luôn anh em à. Sao mình đen với người ta. Đã đen rồi còn lắc nữa anh em à. Đã đen rồi nó còn lắc nữa chứ. Đây. Quá là sợ. Đen luôn anh em ơi. Ôi ôi nó bị delay kìa anh em. Rồi luôn. Phẹt. Thuyền nữa trời ơi. Thuyền không luôn anh em à. À tình hình là lễ sắp tới rồi. Không biết là anh em có đi đâu chơi không anh em. Chắc là lễ mình sẽ tạo một số cái event cho mấy anh em chơi lễ ha. Để anh em chuẩn bị tâm lý sẵn sàng và đừng quên bật chuông, bật thông báo này kia kiểu để xem các cái thông báo mình sẽ tổ chức event cho mấy anh em chơi. Vì vậy mà anh em nhớ đừng bỏ lỡ nha anh em. Cơ hội để kiếm thẻ nạp. Anh em cũng có thể là chọn bằng cách là chuyển khoản ngân hàng, chuyển qua Momo, ZaloPay. Hoặc là anh em thích thì anh em có thể lấy thẻ điện thoại, thẻ game chẳng hạn anh em mà. Tùy theo anh em thích cái nào thì mình sẽ chuyển theo cái đó nha. Event trên kênh của mình là lúc nào cũng là tiền hết anh em ơi.
chuyển khoản trực tiếp luôn anh em ạ, chứ không có vụ mà ép anh em lấy bất kỳ gì anh em, mình sẽ cho anh em chọn lựa, anh em thích chọn nào thì mình sẽ chuyển cho anh em theo cái đó, miễn là anh em trúng thưởng. Ok, sắp tới là sẽ có thêm mấy cái giải đua dịch để đua này kia kiểu nha anh em đừng quên comment bên dưới các video của mình để có cơ hội nhận được những cái giải thưởng từ kênh của mình nha anh em. Vô không vô luôn anh em à, kênh mình tặng rất là nhiều thẻ rồi anh em à, từ lúc mình làm YouTube tới giờ thì mình đã tặng khoảng tầm hai mấy triệu tiền thẻ rồi anh em. Có cả buổi livestream mình tặng luôn cả 1 triệu tiền thẻ luôn mà anh em, livestream trực tiếp luôn anh em, mà chúng là mình sẽ chuyển khoản chuyển ngay vào luôn mà anh em đó. Vì vậy mà mấy anh em đừng có quên comment nha, để mà sắp tới mình sẽ chơi đua dịch nữa, mình sẽ lựa chọn những cái video ngẫu nhiên cho anh mấy anh em đua dịch nha. Anh em nào comment nhiều thì có cơ hội vô nhiều, còn anh em nào mà comment ít thì cái tỷ lệ anh em vô trong cái giải đua dịch thì nó sẽ thấp hơn so với những bạn comment nhiều. Ok, mình không báo gì nha anh em, và anh em nào không comment thì gán chịu nha. Rồi ok, trời ơi nó không ra luôn kìa anh em, ạc này nó đen vô cực luôn rồi anh em à, được có một vé thôi, quay đi quay lại nãy giờ cũng vẫn 7 đô, khoảng 7 đô thôi anh em, mà nó không thêm được một miếng nào luôn, không biết có fit cái tỷ lệ ra vé đô vé nạp nữa hay không đây anh em. Rồi ơi thuyền không luôn anh em à, để mình xem thử, 170, 310, 220, trời ơi thuyền ở đâu mà giữ gì nè, mình đâu có nhu cầu đi cướp biển đâu anh em, nó cho mình thiền kinh khủng khiếp gì. Trời ơi chết luôn rồi anh em à, hay mình đổi phong thủy anh em à, mình sao mình vô lại cái nữa rồi. Trời ơi gầu đi chứ, lại là thiền đấy rồi anh em à, 240 luôn rồi, thiền gọi đi, còn thiền quỷ câu đen nữa, trời ơi vô nữa anh em à, trời ơi ba cái liên tiếp rồi, mình vô cái nữa chắc mình cắn lưỡi luôn quá anh em. Ai là bắt ta, ai là ta nữa, Sanji đen vô, trời ơi nó quay chậm chậm mình tưởng đâu nó sẽ vô, Sanji đen, Sanji đen, trời ơi thuyền, hiện tại bây giờ event đang cho điểm danh 14 ngày lấy Sanji đen rồi, đừng cho mình lấy con Sanji đen nữa, hãy cho mình một cái vé nạp cuối cùng đi rồi luôn anh em à. Trời ơi cái hành trình để có thể là tiêu 60 đô của mình sẽ nó gian nan dưới nè, vô không vô luôn anh em à. Rồi luôn, rồi ăn chuối luôn rồi nè, mình sẽ qua cái ạc kia thôi anh em. Đây là cái ạc hôm bữa trước mình có quay cho anh em xem rồi đó anh em. Ạc này thì nói chung là cũng khá là đầy đủ tướng anh em à. Đó, thì ạc này đang được là cũng vẫn là 37 đô thôi anh em à. Vẫn 37 đô như cái ạc vừa rồi đó anh em mà, như bù lại thì cái ạc này nó được nhiều vé hơn xíu. Ạc này mình quay nhiêu vé? Ôi trời ơi, được 1,99 đô nha anh em. Quá là ok. Phẹt. Rồi vậy là cái ạc này nó hơn cái ạc kia 1 đô đó anh em à, vô ok vô, trời ơi xíu tí nữa anh em à, vô đi, rồi dây đỏ nữa anh em, vô rồi luôn, vô bụi luôn anh em à, phẹt đó. Thì bây giờ mình sẽ thử hết cái độ nhân phẩm trong cái ạc luôn, trời ơi vô 1,99 đô nữa là ngon luôn anh em. Ạc này hiện tại bây giờ đã lên được cái con số 39 đô nha anh em, 39 đô rồi anh em à. Wow gì mà đè chiếc thuyền vô hoài nè, hai chiếc thuyền này chắc lắp mình đốt thuyền luôn quá anh em. Trời ơi anh em nhớ đừng quên comment bên dưới các video của mình xôm xôm lên nha anh em, để có cơ hội vô trong các cái giải đua dịch, đua người, đua này, đua kiểu kiểu các kiểu, nói chung là nhiều kiểu đua lắm anh em à. Vì vậy mà mấy anh em không comment thì tới đó đừng hỏi tại sao em không có tên trong cái giải đua của anh vậy, đó là lý do tại sao mình không báo trong các cái video này. Anh em chịu khó xem các video của mình nha, các event này kia kiểu mình sẽ thông báo hết trong các video của mình. Vì vậy mà anh em chịu khó xem, anh em sẽ biết được thời gian nào là mình sẽ ra event. Có thể là 30 tháng 4, 1 tháng 5 là mình sẽ bắt đầu nha anh em. Và mình sẽ lựa những cái video comment trước đó để mà quay. Và anh em nào may mắn sẽ nhận được những cái thẻ game của mình. Và thẻ game, thẻ điện thoại, như hồi nãy mình đã nói đó. Hoặc là em thích chuyển khoản thì mình sẽ chuyển khoản cho anh em luôn. Đó, quá là đã luôn quá anh em, sướng luôn. Đã xem video của mình giải trí mà còn được thẻ đem về nữa, khóa đã luôn em à. Kiếm đâu ra cái kênh YouTube nào tặng nhiều thẻ cho anh em đến như vậy phải không em, như khoa búp mà cái kênh mấy triệu sub mà mỗi lần tặng cũng chỉ có vài triệu thôi em à. Đó, trong khi cái kênh mình nó nhỏ chiêu chiêu anh em, mà có cái like cái view, ủa lộn, cái sub không bằng một góc nữa, nhưng mà mình live chiêu mình tặng nguyên 1 triệu luôn anh em, rồi không đó. Nói chung là mình thích tặng cho anh em thôi, mình ít đầu tư nhiều vô trong các cái game của mình lắm anh em à. Số tiền đó là đa số mình dùng mình để mình tặng cho mấy anh em là chính. Vì vậy mà
Anh em đừng quên ủng hộ mình bằng cách cho mình một like và đăng ký nha em, để mà có động lực tiếp tục có thêm nhiều video về các cái tựa game cũng như là tạo các event cho mấy anh em chơi. Rồi ok, cái ạc này nói chung là cũng đen nhưng mà đỡ hơn cái ạc hồi nãy. Ạc này thì bây giờ đã được là nhiêu ta, 30 nè, 37 nè, 38, 39 đô anh em à. Ôi ôi, nó cũng đen như vậy đó anh em à. Không lên được tới 50 đô nữa, 39 đô thôi anh em à. Không lên được 40 chứ lộn, 40 với lại 50 nó cách biệt nhau xa lắm anh em. Rồi ok, xong. Chắc là mấy cái ạc là mình sẽ cày cuốc cho nó lên đó anh em. Để đi farm vé xanh để mà chơi 0,99 đô anh em à. Mỗi ngày có thể là kiếm được 5 cái vé xanh cũng đỡ khổ một xíu. Rồi ok, thôi chắc là mình sẽ kết thúc video đi nha. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game Cindy Barrett. Và mình sẽ cố gắng kiếm cho đủ nhiều đủ 60 giá đô, sau đó mình sẽ test thử cho anh em xem. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc thôi. Cảm ơn anh em quá nhiều, tạm biệt anh em. Nhớ đừng quên comment bên dưới các video của mình nha. Bye bye.